nó có lăng quăng nước bọt mấy người. Cá bệnh đi, cá bệnh đi. Cái gì mà la như là chợ siêu thị với mọi người vậy? Cái là cái bệnh gì không phải cái chợ đâu. Mà la cái gì mà dữ vậy? Cái lúc người ta không làm thì nói người ta, cái lúc người ta làm thì nói đấy nè. Mọi người cho mày ta cá bệnh đi. Từ từ từ. Một ngày ta làm ba cái con gì? Mấy đâu bò nó làm ba cái bệnh cái gì? Trời ơi, trời nãy giờ rồi. Ở ghê thì có người này ghê à? Bệnh hoàng. Chứ không phải chớ đâu mà nó ghê vậy. Đi đâu như ma đuổi thế trời. Cổ bên tình mới tốt. Ủa, cái miệng lên dụng. Chị, em đừng có làm đáo loạn cái cô này nha. Người ta là bệnh viện rất là cần trực. Em đi làm đàng hoàng. Thôi em nóng lắm rồi, chờ từ sáng tới giờ, giờ tới lựa cho người ta khám coi. Em số mấy mà em nói. Em số 4. Em số mấy mà tới số đi. Wow, em đã tới số chưa? Vô các bệnh giờ em tới số như là sao vậy? Thì đó, mỗi một cái bệnh là người dân người ta phải lấy một cái số. Bây giờ em tới số chưa em đòi vô khám. Tới số em vô đông như vậy à, hồi nãy đó. Thôi chị đừng nói cái từ đó, nó ghê quá. Thì bây giờ tới số chưa chưa đúng không? Thì bao giờ kêu 4 thì ăn lên, đúng chưa? Cái điểm 4 cái lời này đi. Rồi ok. Con ra, bệnh viện người ta phải có trật tự. Nha nha. Rồi, số 5 lên đi. Ê! Cái gì kia gì vậy? Cái gì? Tự nhiên số 4 kêu số 5 là sao? Em phải biết là cái bệnh viện này nó đi theo một số thứ tự là từ cao tới thấp. Người ta đếm cho nhiều kim đồng hồ nha. Ủa gì? Quên. Cái nhiều kim đồng hồ là nó đi 1, 2, 3, 4, 5. Chứ có cái đồng hồ nào nó đi 5, 4, 3, 2, 1 đâu. Chỉ là đồng hồ khác em. Chỉ lần qua chỉ lần lại. Em không chịu đi ra ngoài em khám nha. Lắm tiền vô diện tư em khám nha. Nó không cho anh trường bảo hiểm y tế đâu. Nghe tiếng 4 rồi mới lên em đâu biết không? Nghe 4 là lên. Bệnh nhân 4. 4 phải chưa mới nghe 4. Chỉ kêu bệnh nhân lên 4 nhưng người ta số 5 không phải kêu số 4. Bệnh nhân 4. Bé bé. Cái gì? Ở nhà tôi biết người ta thường gọi tôi tên Tư. Bé kêu 4 là tôi không? Tư là 4 đúng rồi. Chứ ở đây còn đã kêu bé bé rồi. Vô khám lẹ cho người ta khám coi. Trời ơi, người chứ có phải một mình đâu khi vậy. Đi lẹ lên. Bệnh nhân cái gì mà đi cái gì mà một ngày ta làm 30 con người. Đi cái gì mà rề. Làm cái gì vậy? Dạ, được bác sĩ là bác sĩ tôi sợ. Làm cái gì tôi đau. Tôi làm cái gì mà tôi đau. Tôi có la cho mặt anh như. Chừng nào cứ chửi vô mặt anh nhỉ. Đúng không? Ví dụ mà bây giờ cứ chửi vô mặt anh nhỉ. Chừng nào nói cho tôi chưa chửi. Nên là tôi la. Ê, cái gì kỳ vậy? Từ giờ tôi vô đây ông này kho cái con đi toilet liền. Người đâu vô duyên, bây giờ bà no không? Trời đất ơi, nói xấu bực mình ghê vậy đó. Có thẻ bảo hiểm chưa? Dạ, không phải, tại tôi sợ nên tôi sạc vậy đó. Chứ tôi không có bị ho, mà tôi cũng không có bảo hiểm y tế. Tôi nắm chay rồi thôi. Tại sao mà tao hỏi bệnh gì ho sạc sữa, bây giờ bọn mình ho sao? Anh rất là phiền. Một ngày tao làm bao nhiêu con người, thế bây giờ bệnh gì anh nói ra ngay. Dạ không, bác sĩ là bác tôi hồi trước á, đi khám một lần đó thì người ta kêu tôi bị diễm thị. Rồi cái lần sau á, người ta lại kêu tôi bị cận thị. Cái lần gần nhất đây nè, ta kêu tôi bị loạn thị. Chờ lần này khám, nói tôi bị sao đây nữa. Tôi chắc chắn là bị siêu thị rồi. Hả? Đây là hai cái con mắt con nó bị con siêu thị. Con mắt con nó bị con siêu thị, nó bám vào hiểu không? Nên mắt càng ngày càng mờ. Thì bây giờ là mắt mờ đúng không? Dạ. Rất đơn giản, tôi khám ngay. Cái chuyện mắt mờ rất là dễ nha. Mà con có thể bảo hiểm y tế đúng không? Dạ. Cái này càng dễ nè. Bây giờ đi cho bệnh phổi giúp tôi. Cái gì cơ? Anh phải hiểu một cái điều là tôi đang từng ghi là anh hút thuốc quá nhiều. Giờ cái phổi của anh nó to, nó bình đại, nó nhẹm dây mắt. Nên mắt mờ, đi cho bệnh phổi cho tôi. Nói chuyện bác sĩ là tôi không hút thuốc, tôi bỏ thuốc lâu rồi. Anh nói cái gì? Tôi không hút. Anh chính vì là anh không hút thuốc cho nên phổi nó mới thèm, nó phình to ra. Đi khám phổi đi, nghe lời tôi đi. Đi chụp hình phổi. Rất là tốt cho anh nha. Vô phòng số 8, 800 ngàn. Anh Quang anh, nói nghe nè, tôi quên nha. Đi nội soi dạ dày luôn đi. Mắt thì có liên quan gì tới dạ dày không? Có nè, cho anh tình nghi là chế độ ăn uống quan trọng điều. Hiện nay anh đang bị loét bao tử nha. Anh được cái mắt nhiều lắm. Nói chuyện bác sĩ đơn, một ngày tôi ăn tới 7 lần á.
anh là bò hay gì mà dữ vậy? Một ngày nó có ba bữa, nó thú dân ăn bảy bữa lận. Ăn vậy có toét dạ dày thì thôi đi, các anh nội soi dạ dày là đúng rồi. Đi luôn cái dạ dày luôn. Chưa anh đi xét nghiệm máu được. Trời ơi bác sĩ ơi, mắt tôi thì mắt vớt để tôi xét nghiệm máu đâu. Cái anh này kỳ quá. Tôi xét nghiệm máu rất là tốt cho anh, anh hiểu không? Anh đi khám nhiều thì rất là khổ. Ví dụ mà bây giờ cho xét nghiệm máu, anh phát hiện mình bị suy đa ăn. Vậy nè, chờ chết không cần khám nữa. Trời ơi, tại sao? Tại sao mà khám mắt rồi chuyển qua tim gan theo phổi là sao? Là sao? Cái mặt vậy mà không chịu đi qua tâm thần nè. Trời ơi, lâu lâu mới tới bệnh viện khám hết đi cho biết. Mà biết mình không có bảo hiểm y tế, nó hàng mình vậy nè. Cái thế mình mua đi cho đỡ cực rồi. Đi khám đi, đi vô mẹ đi anh. Mấy thằng kia dẫn người ta vô phòng cho tám. Dẫn đi vô chị bảy. Chú là nhân viên bệnh viện hả? Cho tôi hỏi, phòng số 8 nó nằm ở đâu vậy? Bây giờ nhà số 8, vừa phải. Biết là thế nhưng cụ thể là nó nằm ở đâu? À, rồi. Nó vậy nó hiểu à. Bây giờ nha, đi thẳng. Rồi, đi thẳng không? Biết. Rồi, về phải. Con. Dạ. Cho chú hỏi phòng số 8 nó nằm ở đâu vậy? Dạ, chú đi thẳng. Đẹp đấy. Ở đây là người ta làm việc bệnh tâm. Tâm bệnh đến sáng, tự nhiên thấy cái phòng rồi. Hai con giúp chú đi đi. Dạ, cái phòng số 8 nó không ngay chút mặt. Bởi vậy đi khám mắt rồi đúng rồi, cái phòng trước mặt mình đưa nó nằm cuối cùng chơi đi vô. Trời ơi, đúng là tôi bị mù vào cái bệnh viện này khám mà. Vô toàn nói chuyện riêng quá à. Đúng cám bệnh ra vậy. Tử sổ trường. Tại tôi kỳ cái từ này lắm này. Tôi không cần biết. Nhưng mà bảo hiểm cho cái bệnh viện vô nói chuyện không có được. Làm việc quan tâm đó. Quan liêu ba ơi. Trời ơi, không biết chữ nói chuyện tôi quan tâm trời. Trời ơi, dốt mà phải đặt chữ gì ta. Thì tôi không cần biết. Nhưng bây giờ tới tôi chưa? Em số mấy? Tôi số 4. Số 6 luôn đi anh. Ê, hồi nãy mới nói cái bệnh viện này dùng cái máy đếm ngược mà. Em phải biết là số 6 đến đứng em rất là lâu. Phải ưu tiên cho người ta chứ, người ta là khách VIP mà. Tới số 6 là tới tôi đúng không? Dĩ nhiên là tới em rồi. Tôi đi toilet đi vô luôn nha. Thôi thằng này tới đi toilet. Chị, đừng cho khám nha. Chịu cho khám. Sao mà cho nó khám được, em nói chửi chị quá mà nói chửi tiếng dùng luôn. Chịu em được. Chịu em được hả? Cho vô thằng em chích tăng vang nó luôn. Trời ơi, nhỏ này thì cái đáng yêu nè. Trời ơi, bệnh nhân số 6 đâu kêu ăn vô vậy trời. Con nghe không vậy trời, một ngày ta làm bao nhiêu con người. Đi cái gì rề vậy. Đi vậy. Khám bệnh đi. Vô đây. Bệnh nhân đi một ngày ta làm bao nhiêu con người lớn vậy. Ê,
nè, tôi bác sĩ giúp mấy bạn ở nông thôn quê nha. Tên gì? Tên ở động đó. Trời ơi, ông này ông làm nghề gì mà hỏi nãy giờ? Hỏi nãy giờ ông trả lời vậy nè, bừng mừng ghê vậy đó. Chủ nợ nhà em hả? Tụi mày nghe mặt người ta vậy coi chung mình đi. Mau lên đau cổ. Con lấy cái đầu, con lấy cái đầu. Lấy đầu. Anh đau lắm anh. Đau lắm. Đau đi chung mình, đứng đó chung mình đi nha. Đau hỏng chết được đâu. Tôi cũng thiệt rồi đó nha. Và khám mình khám tiếng, muốn tắt tiếng đó là mà bắt người ta chung mình được luôn mà. Khám mẹ lên. Nghệ sĩ chửi dâm. Chửi con khỉ, đau muốn chết à. Trời ơi, đâu có làm nghệ sĩ mà muốn chửi ai thì chửi rồi. Em tuyên bố với anh nha, bữa nay em hết hình tượng nó luôn nha. Còn em yên tâm trưởng anh nha, lát chị chuyển vào phòng em. Chuyển vào phòng em nha, em chết nó banh da luôn. Bây giờ đáp đâu, đơn giản thôi, mẹ bảo hiểm đâu. Giờ đây sao lại một chỉ điểm nè, cái leo máu quá như nãy cái mà sẽ đứt mà đứt còi mà. Dạ cái thiện đó, giới tính nữ nè, cái này nè, mượn bảo hiểm y tế đúng không, đâu có được nghệ sĩ mà làm ba cái trò lười biện gì đó. Dạ bác sĩ vô nè, cái này dễ là chỉ cho khám ngay, hãy làm đi ra dẫn nghệ sĩ đi. Dẫn nghệ sĩ đi. Tôi không cần thẻ bảo hiểm y tế đấy, tôi ra bị tư tôi khám bệnh viện gì đâu là kêu tôi bị ung thư xuống là sao? Ôi bệnh viện là ông sao mà ghê chị ơi. Ở sao giờ? Thôi được rồi, tôi xin tự giới thiệu trưởng thanh tra, tôi nhận được đơn tố cáo tổ chức này làm ăn về bố quan liêu này, đã tận mắt chứng kiến sự nhũng nhiễu các y bác sĩ trong việc khám chữa bệnh bằng bảo hiểm y tế. Hôm nay các người sẽ làm bằng chứng cho tôi để đề nghị xử phạt. Để tôi làm chứng cho. Tôi nữa. Còn anh nghệ sĩ, căn cứ khoản 2 điều 37 luật bảo hiểm y tế sửa đổi bổ sung, người tham gia bảo hiểm y tế có nghĩa vụ sử dụng bảo hiểm y tế đúng mục đích, không được cho người khác mượn thẻ bảo hiểm y tế, hành vi mượn bảo hiểm y tế cũng là vi phạm pháp luật. Anh hiểu chưa?